Những ngày qua, Đại Đức Thích Trúc Thái Minh cùng Chư Tăng, Phật tử Chùa Ba Vàng gấp rút chuẩn bị cho việc đón người dân tỉnh Quảng Ninh từ miền Nam trở về cách ly an toàn. Chùa dành khu nhà khách biệt lập, có biển báo, thiết lập hàng rào bảo vệ để người dân trở về lưu trú, hạn chế trong việc di chuyển và tiếp xúc với người bên ngoài. Các căn phòng ở đều được lau dọn sạch sẽ, thiết bị điện nước, hệ thống xử lý chất thải đều được khử khuẩn an toàn. Thì với cái tinh thần chung tay cùng với Đảng và Nhà nước, với chính quyền để phòng chống dịch, cho nên là khi mà được chùa được đón nhận, mình sẽ là một cái điểm dự phòng cách ly với cái số lượng bệnh nhân ấy có thể lên tới là trên 3.000 người, thì nhà chùa cũng rất là nhất trí cao. Thế và tăng ni và Phật tử của chùa phát tâm là chuẩn bị các cơ sở vật chất từ phòng ốc cho đến giường chiếu. Thế và nhà chùa thì cũng xin sẵn sàng ủng hộ và chung tay làm sao cho bà con về đây cách đi rất an tâm và vui vẻ. Trong thời gian này, các Phật sự và thầy khóa tu của Phật tử tại chùa vẫn diễn ra bình thường ở một khu khác. Cùng với đó, thành phố Uông Bí cũng bổ sung lực lượng quân đội túc trực các cửa ra vào và bắt đầu đón người dân trở về.